mình có thể là mình đúng, còn mà nó sai một cái là coi lại nha. Phúc nói to một tí, Phúc nói không có nghe rõ. Đang hỏi là 7 thứ tiếng là do mở 7 cái lưng xa rồi mỗi lần mở lưng xa là nghe thứ tiếng khác nhau. Thì đúng sao, mỗi cái lưng xa nó khác nhau, cái âm thanh khác nhau làm sao giống nhau được. Cái tiếng thứ nhất là tiếng gì lãnh ló con chim viên, còn tiếng thứ gì là tiếng chập chỏ. Tiếng chập chỏ nghe, nhưng mà lưng xa mở lưng xa ở rúng à, như lưng xa rúng mà nó mở là mình nghe cái tiếng chập chỏ nha. Tự nhiên cái tai của mình nghe tiếng chập chỏ nói là cái lưng xa ở rúng nó mở đó. Còn cái tiếng mà nó gì? Tiếng than thở nhẹ nhàng của con thủy quái thì thường thường nó là cái nó ở trong cái lưng xa. Lá lách á, cái thử quái thường thường là tiếng thở quái là con ốc rồi đó, mà nó thở được, mình nghe được tiếng thở con ốc đó. là lúc bây giờ cái lưng xa mở ở lá lách của mình nó chuyển động á. Con thủy quái thường thường, nhưng con thủy quái thường thường là con gì, con ốc, con gì đó. Còn khi mà mình nghe được cái tiếng đàn vina, cái tiếng đàn vina này nó giống đàn tỳ bà đó. Nghe được tiếng đàn này là cái lưng xa ở trái tim. Cái lưng xa trái tim mình chuyển động á. Bắt đầu chuyển động nè. Bây giờ tôi đọc lại cái đoạn, cái bản chánh của cái tiếng vô thinh nhé. Nếu số 37, nếu qua phòng minh chết con muốn đạt đến thung lũng hạnh phúc thì hỡi đệ tử con hãy đóng chặt giác quan, đừng nghe theo thuyết chia rẽ, nó làm con xa lìa tất cả. Số 38, con chớ để cho đứa con sinh ở cõi trời của con phải chìm đắm trong biển của ma vương, xa lìa mẹ của nhân loại, tức là linh hồn, mà hãy để cho lửa màu rút vào nội cung nơi trái tim là bổn cung của mẹ thế giới. Rồi số 39, bây giờ từ nơi trái tim lửa này sẽ vượt lên đến tầng thứ 6 là tầng trung ương nằm giữa đôi mắt, nơi đó nó trở nên hơi thở của linh hồn duy nhất, trở nên tiếng nói vang rền khắp cả, tiếng nói của sư phụ con. Rồi số 40, chỉ đến chừng đó con mới có thể trở nên người du ngoạn thiên cung, tung mây lướt gió, đi trên sóng mà chân không đụng nước. Số 41, khi đặt chân lên nấc thang chót của âm giai thần bí, con phải nghe đủ 7 thứ tiếng của Thượng Đế bên trong con, tức là chân ngã. Thượng Đế bên trong của mình là chân ngã. Rồi số 42, tiếng thứ nhất giống như tiếng lảnh lót của chim quyên hát cho chim mái nghe một khúc hát khởi hành. Số 43, tiếng thứ nhì giống như tiếng chập chóa bằng bạc của các vị thiên tôn Dayani đánh thức các ngôi sao lấp lánh. 44, tiếng kế đó như tiếng than thở nhẹ nhàng của con thủy quái bị nhốt trong vỏ. 45, kế đó tới tiếng của đờn Vina. 46, tiếng thứ năm giống như tiếng sáo trúc xoáy vào tai. 47, kế đó nó biến thành tiếng kêu chát chúa. 48, tiếng chót hết rung chuyển như tiếng gầm rền rĩ trong đám mây đen trước cơn bão tố. 49, tiếng thứ 7 át mất cả mấy tiếng kia, không còn nghe chi nữa. Tiếng thứ 7 là lớn nhất, là át hết mấy tiếng kia. Số 50, khi 6 thứ tiếng đã chìm mất, bây giờ lại có 7 thứ tiếng thôi. Thì tiếng thứ 7 là không nghe. Thì là làm cho tất cả đều yên lặng. Rồi thì thành ra là chỉ nói tới 6 thứ tiếng chứ không có nói 7 thứ tiếng. Khi 6 thứ tiếng đã chìm mất và đặt dưới chân sư phụ thì đệ tử nhập vào nhất nguyên, trở nên nhất nguyên đó và sống sau đó. 51, trước khi vào được con đường này, con phải diệt trừ thể vía của con, lau chùi thể trí và rửa lòng con cho trong sạch. Tức là lúc đó thể vía không có lộn xộn nữa, không có tham sân si, và thể trí cũng phải rất là sạch để mà phản chiếu thượng trí, và rửa lòng con cho trong sạch, tức là không có tham sân si.
52. Nước tinh anh trong suốt của sự sống trường tồn không thể nào lẫn lộn vào trong dòng nước lộn bùn sau cơn bão tố. 53. Giọt sương chiếu sáng trong tia nắng ban mai giữa cánh hoa sen tinh khiết biến thành cục đất sét khi rớt xuống đất, thế là hòn ngọc hóa ra bùn. 54. Hãy chiến đấu với tư tưởng ô trược của con trước khi nó áp chế được con. Hãy sử dụng nó y như nó sử dụng con vậy. Nếu con không thẳng tay với nó. Nhưng mà những cái này là quá xa rồi. Bây giờ mình trở lại cái bài của ông Libiter. Người được điểm đạo phải nghe bảy thứ tiếng nói của Đức Thượng Đế ngự trong lòng y. Trong thời kỳ bây giờ, Đức Thượng Đế nội tâm đó là chân ngã cao siêu, là bồ đề tâm hay là nguyên lý thứ hai. Trong khi tham thiền, người trí nguyện có thể nghe hoặc không nghe được một loạt bảy thứ âm thanh, chứng tỏ y đã đạt đến bảy cảnh giới của cõi bồ đề. Tức là ông, nếu mà mình đi được mỗi cõi cảnh giới thì mình sẽ nghe được một thứ âm thanh khác nhau. Bảy cảnh giới nó ra bảy thứ âm thanh khác nhau. Điểm này tùy thuộc bản tánh tâm linh của y. Nhưng trong mọi trường hợp, y phải làm cho ảnh hưởng của bồ đề tâm đi xuống trong đời sống của y và tới tận cõi thấp. Tại vì khi mà đệ tử mà đã lên được tới cõi bồ đề đó, tức là cái tâm bồ đề của cái người đệ tử này rất là lớn, và anh ta đó là đồng nhất với tất cả muôn vật, muôn muôn loài, thì rất là thương yêu tất cả một vạn vật đó. Cho nên rằng là cái bồ đề tâm của anh ta sẽ phải mở lớn, và anh ta sống trong cuộc đời thì lúc nào anh ta cũng phải có cái bồ đề tâm như vậy, để cho sự hoạt động của tất cả các nguyên lý của y được điều khiển bằng cái bồ đề tâm đó. Tức là Thượng Đế ngự trong lòng y luôn luôn hiện diện trong đời sống của y. Thượng Đế trong lòng y là bồ đề tâm của y lúc bấy giờ. Tại vì ông ấy mới đạt tới bồ đề chứ chưa phải là Atma. Trong thời kỳ thứ hai được gọi là chiếc thang của những âm giai thần bí. Có lẽ đúng như thế vì đó là những âm giai của tiếng vô thinh, ẩn tàng trong Atma hay đại ngã cao siêu. Trường hợp thời kỳ thứ hai là cao hơn thời kỳ thứ nhất. Còn thời kỳ thứ nhất là mới tới bồ đề thôi. Thời kỳ thứ hai là lên tới Niết Bàn. Ẩn tàng trong Atma, Atma là thể Niết Bàn hay đại ngã cao siêu. Trong bản văn này chúng ta hãy coi chừng đừng hiểu quá xa nghĩa đúng đắn của một chữ Anh thông thường nào, vì đây là một bản dịch. Đó thì bản văn cho biết những âm thanh kê ra đều có thể nghe được, chứ không có gì là thần bí trong bất cứ trường hợp nào. Tức là nghe được những âm thanh đó đối với thí sinh trong cái thời kỳ trên. Lương tâm thật sự không nói cho bạn biết bạn phải làm gì như người ta thường tưởng, nhưng nó chỉ ra lệnh để bạn theo con đường mà bạn biết là hay hơn hết. Khi cái trí của bạn tìm cách bào chữa để theo con đường khác, nó nói bằng uy quyền của ý chí thiêng liêng để bắt buộc đời sống của chúng ta phải theo một chiều hướng nào đó. Đó không phải là Atma mà chính là Bồ Đề Tâm hay nguyên lý thứ hai. Thì cái thời kỳ thứ nhất thì nó ở Bồ Đề Tâm. Nó mang đến cho chúng ta kiến thức thuộc về trực giác và điều thiện cũng như điều ác. Rồi bây giờ mới qua số 42 này. Thì mới nói tới cái thứ mấy cái thứ tiếng đó. Thì hồi nãy tôi cũng đọc rồi, đọc giờ đọc y chang không có giải thích gì cả. Tiếng thứ nhất giống như tiếng êm ái của chim quyên hát cho chim mái nghe một ca khúc khởi hành. Tiếng thứ nhì 43 là tiếng thứ nhì giống như tiếng chập chọa bằng bạc của vị thiên tôn. Rồi 44, 45, 46 thì cũng giống như lúc nãy mới đọc đó. Rồi chúng im lặng hết và người ta tiếng thứ bảy át mấy tiếng kia, chúng im lặng hết và người ta không còn nghe chi nữa. Bảy loại âm thanh được đề cập ở đây đã kích động mãnh liệt tính hiếu kỳ của tất cả những độc giả đã suy tư về những trang của quyển sách này. Trước hết chúng ta hãy chú ý đến đặc tính của các âm thanh. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo thứ tự được sắp xếp, chúng càng lúc càng tăng thêm tính cách vật chất và mất hẳn tính cách tiềm nhập của chúng. Đó, tự vì đây nhá, cái tiếng... Tiếng thứ nhất thì bây giờ nói lại coi tại sao nó lại càng ngày càng tăng thêm có vẻ mạnh mẽ vật chất. Tiếng thứ nhì thì lại chập chọa bằng bạc, nghe nó rất là ồn ào. Rồi tiếng thứ ba lại than thở của con thủy quái. Rồi tiếng thứ tư lại tiếng của đàn vina. Rồi thứ năm tiếng như sáo trúc xoáy vào lỗ tai, là rất là mạnh.
rồi tiếng thứ sáu lại kèn chát chúa, rồi tiếng thứ bảy là rung chuyển như gầm điếc tai của đám mây trong cơn bão tố. À, vậy là có tiếng thứ bảy chứ không phải không? À, đám mây trong cơn bão tố gầm điếc tai. Thì người ta bảo, ủa tại sao mấy thứ tiếng này mà ghê gớm như vậy? Chúng ta nhận thấy sự rất khác giữa đàn vina và kèn Ấn Độ theo kiểu xưa, có thể là trong một gian phòng rộng rãi đầy thính giả. Khi được nghe lần đầu tiên những âm thanh huyền diệu, tinh vi của tiếng đàn vina, người Âu Châu hầu như luôn luôn lấy làm ngạc nhiên mà nhận thấy rằng không có một tác dụng mạnh mẽ nào đối với họ. Các âm thanh ấy đi vào những góc kẹt xa xôi và mang đến ấn tượng những âm điệu gần như xa lạ đối với cõi vật chất. Kỳ ha. Để đọc đoạn tiếp theo nó như thế nào. Thứ nhì này, bây giờ để tôi copy. Copy. Bây giờ mình đọc tiếp cái đoạn này nói gì về bảy thứ tiếng. Loại âm thanh cao hơn hết được so sánh với tiếng hát của chim quyên. À, tiếng nó, âm thanh nó thanh đó. Người ta nói rằng có nhiều trường hợp giọng hát của nó vút lên đến một độ cao nào đó rồi ngưng luôn, không còn nghe được bởi thính giác của chúng ta nữa. Mặc dù những rung động của tiếng hát còn hiển nhiên trong cuống họng của con chim. Sự hiện hữu của những âm thanh cao như thế đều được các sinh viên khoa học biết rõ. Chẳng hạn âm thanh của một cái còi dưới sự gia tăng áp lực của không khí hay hơi nước có thể vang lên chát chúa đến nỗi những người nghe cho biết đến một mức độ nào đó họ hết nghe được nữa, tức thành siêu âm. Muốn gọi những con chó săn Đức, người ta có một thứ còi đặc biệt. Thì mình thổi cái còi lên người thì không nghe mà chó là nghe. Dụng cụ này giống như một cái còi bình thường, khi sử dụng nó người ta không nghe được một âm thanh nào, nhưng con chó đang ở trong một phòng khác hoặc một nơi nào đó liền vành tai lên rồi phóng chạy đúng đến nơi tiếng còi phát ra. Tức là cái tiếng siêu âm này, cái lỗ tai nó lại nghe được, nó lại rung động cùng được cái tần số đó. Có hai cách giải thích các thứ âm thanh. Âm thanh thứ nhất được ghi trong bản kê có thể tiêu biểu cho âm thanh chót mà thí sinh nghe được. Tức là cái bản kê từ âm thanh thứ nhất cho đến thứ bảy đó, thì người ta nói là đó là cái âm thanh chót mà mình nghe được. Sau đó là mình không nghe được. Các âm thanh được liệt kê từ trên xuống dưới theo thứ tự phát sinh ra chúng theo sự sử dụng của người Đông Phương. Âm thanh thứ nhất đã tạo ra được xếp vào hàng thứ bảy khi người trí nguyện đến gần đấng sáng tạo ra âm thanh đó. Tiếng gầm điếc tai của một đám mây trước cơn bão đến trước tiên, nó tiêu biểu hay liên hệ với nguyên lý vật chất trong con người đó. Vậy là mình phải xếp ngược lại. Hồi nãy mình xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì theo lẽ cái tiếng mà tiếng số 7 ấy, là tiếng gần nhất với mình. Tại vì nó là cái tiếng gầm của một đám mây trong cơn bão. Đám mây trong cơn bão làm gì có tiếng gầm nhỉ? Có tiếng sét thì chứ làm sao là không có tiếng sét. Sợ nó mây mà gầm lên thì tôi cũng thấy cũng hơi lạ. Thì bây giờ đại khái nó tượng trưng cho nguyên lý vật chất trong con người. Ở khoảng giữa là tiếng đàn vina tượng trưng cho antakarana, tức là cái mối dây, cái sợi dây giữa thể thượng trí với lại hạ trí. Tiếng hát của chim quyên đến sau cùng, nó tuy tiêu biểu cho atma, sự tĩnh lặng đó. Thì người ta kể ra cái đầu tiên lại là cái sau cùng, tức là cái mà cao nhất. Âm thanh thứ bảy là tiếng không thể nghe được tiếp theo những tiếng khác. Khi mấy tiếng này chạm đến nó, chúng tắt lịm và không còn nghe được nữa. Sự tượng trưng thật đúng như thế. Người trí nguyện phải đạt đến chỗ nghe được Đức Thượng Đế trong tiếng gầm thét điếc tai tại cõi trồng trần. Rồi trong tiếng kèn trên cõi trung giới, cái đó là âm thanh của cõi hạ thiên được so sánh với tiếng sáo trúc. Và cứ như thế cho đến cõi nguyên lý cao hơn hết đó. Thì tính ngược lại là như vậy. Tức là cái tiếng số 7 ấy là cái tiếng mà liên quan đến hạ giới. Rồi tiếng số 6 là tăng lên cõi trung giới, rồi cõi trí này nọ. Cõi hạ thiên là liên quan đến sáu trúc.
chứ không phải như hồi nãy á, là tôi tưởng là mấy cái tiếng này liên quan đến mấy cái cảnh của cõi Bồ Đề, thì ở chỗ này là ông Lý Peter ông giải thích khác, tức là đây là mấy cõi chứ không phải mấy cảnh của cõi Bồ Đề. Theo một điểm khác, chính cái âm thanh đó có thể tượng trưng cho cường độ tiếng nói của chân ngã cao siêu mà người trí nguyện nghe được. Tiếng nói đó chỉ là một, nhưng người ta nghe bằng 7 cách khác nhau. Lúc đầu nó tinh vi và êm ái. Bây giờ giải thích cách khác này. Âm thanh nó tượng trưng cho cường độ tiếng nói của chân ngã cao siêu. Nghe bằng 7 cách khác nhau, lúc đầu nó tinh vi và êm ái như tiếng hát của chim quyên và thường biến mất trong yên lặng, kế đó mãnh liệt giống như chập chóa bằng bạc của các vị thiên tôn. Nó gia tăng không ngừng, sau cùng vang lên mãi và tràn đầy không khí như tiếng gầm thét điếc tai của đám mây trong cơn bão tố. Ban đầu tiếng nói của chân ngã cao diệu dường như tiến triển một cách mỏng manh và mơ hồ đối với chúng ta, nhưng sau đó trở nên hoàn toàn giống như tiếng sét thật. Thế tức là bây giờ giải thích lại cách khác, là mình nghe được tiếng nói của chân ngã thì mình nghe mới đầu nghe nhỏ xíu giống như cái tiếng thứ nhất, từ từ là chân ngã càng ngày càng ảnh hưởng đến mình mạnh hơn, thì càng ngày mình càng nghe lớn, cuối cùng là người mà nghe được chân ngã nhiều nhất, người tiến bộ xa nhất, nghe được tiếng của chân ngã mạnh nhất là bây giờ biến thành giống như đám mây trong cơn bão tố đó. Tức là bây giờ giải thích cái khác là như vậy. Trong bản văn chúng ta cũng nên ghi nhớ là sự chỉ định các thứ âm thanh khác nhau được mô tả khi Kundalini được đưa lên từ luân xa này đến luân xa khác. Đó. Hơn nữa, năng lực đó được đánh thức ở 7 nơi thâm sâu trong 7 mức độ khác nhau để phát sinh những kết quả vật lý được đề cập đến với một sức mạnh càng ngày càng gia tăng. Do đó, khi Kundalini đi đến luân xa ở giữa chân mày, tiếng nói sẽ được nghe theo 7 cường độ tượng trưng bằng 7 âm thanh kể trên. Thì bây giờ giải thích thứ ba này hơi giống cách của anh hai, tức là những âm thanh khác nhau liên quan đến khi mà Kundalini nó đưa lên thì đánh thức cả 7 nơi thâm sâu, tức là 7 cái luân xa của mình. Phát sinh ra những kết quả vật lý và cái sức mạnh càng ngày càng gia tăng. Và khi mà luân xa nó đi đến giữa chân mày thì tiếng nói sẽ được nghe theo 7 cường độ. Tại sao kỳ vậy nhỉ? Sẽ lên tới chân mày rồi mới nghe theo 7 cường độ. Chúng ta nên nhớ, tự nhiên trên cõi hồng trần dày đặc hơn hết, thí sinh chỉ nghe tiếng nội tâm một cách yếu ớt như tiếng hát của chim quyên. Khi được lên đến cõi kế tiếp, nơi mà thể của chân ngã nội tại ít dày đặc hơn, y sẽ nghe được tiếng nói của chân ngã một cách dễ dàng. Sau cùng, khi đạt đến nguyên lý cao siêu, tiếng nói sẽ giống như tiếng gầm thét của đám mây trong cơn bão tố. Tức là cái này cách giống cách giải thích thứ hai đó. Tức là đây là tiếng nói này là tiếng nói của chân ngã, chứ không phải là âm thanh mà nghe chập choã, nghe này nọ, chứ không phải như vậy. Đây là tiếng nói tượng trưng bằng những cái tiếng âm thanh đó thôi. Nhưng mà đây chỉ là sức mạnh của chân ngã tác dụng lên cái phạm ngã của mình, từ yếu cho đến mạnh. Nếu chúng ta cho rằng các vật ở trên cao phải tinh vi thì ảo ảnh của các cõi thấp là nguyên nhân duy nhất của nó vậy. Cái gì mà ồn này? Sau cùng khi đạt đến nguyên lý cao siêu, tiếng nói sẽ giống như tiếng gầm thét của đám mây trong cơn bão tố. Nếu chúng ta cho rằng các vật ở trên cao phải tinh vi thì ảo ảnh của các cõi thấp là nguyên nhân duy nhất của nó vậy. Sau rốt chúng ta phải công nhận là chúng biểu thị cho toàn khối. Kỳ nhỉ, tại sao tự nhiên nó nhân là nó bị disconnect chứ? Connecting. Tại sao không có cái gì bị disconnect mà nó thông tin học mà nó cứ bị disconnect hoài?
Alo. Bây giờ để copy thêm một đoạn nữa. Bây giờ trở lại cái này. Qua đoạn mới nhá. Về các âm thanh đó, trong những buổi đàm đạo của chúng tôi trên sân thượng ở Adia, tôi còn nhớ một câu hỏi đã được nêu ra, bà hội trưởng chúng tôi đã giải đáp như sau. Anibazan, trong lúc tham thiền, bà hội trưởng lúc bây giờ chắc là bà Anibazan à. Trong lúc tham thiền, một trong các âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được thật rõ ràng, giống như tiếng trống trong làng quê xứ Ấn Độ. Khi mô tả âm thanh đó cho bà Blavatsky nghe, bà nói, tốt lắm, cứ tiếp tục đi. À, vậy là trong lúc tham thiền, bà Nibbana, bà có nghe thấy tiếng, bà có nghe thấy âm thanh như là tiếng trống trong làng quê. Thì bà Blavatsky nói là tốt. Kế đó tôi nghe như một tiếng nhạc êm dịu, rồi giống như tiếng chuông bạc, một âm thanh khác giống như tiếng chuông ngân trong thánh điện mà người ta thường nghe ở Benares. Theo ý tôi, các âm thanh này chứng tỏ rằng tôi bắt đầu nghe được trên cõi trung giới. À, tức là bài bắt đầu là cái sự rung động của bài nó bắt được cái rung động của cõi trung giới nên bài bắt đầu nghe được những âm thanh lạ. Tôi không bao giờ nhận thấy chúng có ý nghĩa gì khác hơn. À, bài nói bài nghe. Sự phối hợp của nhiều âm thanh tại cõi vật chất, nhưng việc này không giải thích được điều gì đáng kể, tức là vẫn thấy bảy thứ âm thanh của bài và nó vẫn còn khó hiểu đối với cả ngay bà Anderson với ông Libiter. Bây giờ ông Libiter nói, tôi không thể làm cho chúng tương ứng với các cõi được. Cũng có thể chúng phải tiêu biểu cho những âm thanh khi Kundalini đánh thức bảy trung tâm, vì âm thanh là một trong các hiện tượng phát sinh trong trường hợp đặc biệt này.
tiến tới số 1 rồi, hoặc là từ số 4 lại tiến đến số 7. Cũng có thể bà không theo thứ tự nào cả, người ta có thể bắt đầu bằng tiếng sấm, tiếng kèn và tiếng của con thủy quái, rồi tiếp đến tiếng chập choã có thể biểu thị cho âm thanh thứ tư, tiếng sáo trúc thứ năm và tiếng đàn vina có âm thanh êm dịu hơn tiếng thứ sáu, và sau cùng tiếng chim quyên sẽ là âm thanh thứ bảy, tột đỉnh của cả loại âm thanh. Đó là tiếng bà Anibazan bà nói vậy đó. Bây giờ tới ông Limiter. Nếu chúng ta sắp xếp chúng nó lại như thế thì chúng bắt đầu có ý nghĩa rõ rệt. Bà Anibazan, khi được hỏi về cõi trung giới, bà Blavatsky đáp: một cuốn kinh khác của Ấn Độ đó, thì họ viết như này: âm thanh thứ nhất giống như tiếng kêu vo ve của con ong bị say mật, âm thanh thứ hai giống như tiếng sáo, âm thanh thứ ba giống như tiếng đàn hạc. Và cái đó khi lần lượt thực hành phương pháp yoga để diệt trừ những sự hôn trầm dưới thế gian, người ta sẽ nghe được âm thanh như tiếng chuông, rồi như tiếng sấm vang rền khi con người thoát khỏi sự lo sợ, chú định hoàn toàn vào âm thanh cuối cùng này, y sẽ đạt được đến chỗ hợp nhất với Đức Thượng Đế kính mến. Khi cái trí của nhà yogi đắm chìm trong âm thanh này, y quên tất cả ngoại giới và mê man trong âm thanh đó. Chờ một chút xíu nha, để tôi đang copy. Tôi đang copy một đoạn. Copy. Anh hai bị ho à anh hai? À, anh có bị gì không? Uống miếng nước cho đỡ khô cổ. Bây giờ qua số 50 này, khi tiếng thứ sáu lặn mất và được đặt dưới chân sư phụ, thì đệ tử nhập vào nhất thể, trở nên nhất thể ấy và sống trong đó. Hợp nhất với Thượng Đế. Tiếng nói thứ bảy, âm thanh của Bồ Đề Tâm sẽ làm cho đạt đến Atma, là cái thể Niết Bàn. Bà Blavatsky dùng danh từ Brahman để chỉ Atma của con người theo lối loại suy. Brahman là nhất thể chứa đựng tam thể. Nhất thể là
nhất thể chứa đựng tam thể, còn atma là một trong tam thể, thành ra cái brahman này nó có tính cách là rộng lớn hơn atma. Cũng giống như thế, để tôi add Thanh Bình. Khi vào được con đường này, con phải diệt trừ thể vía, chùi sạch thể trí và rửa lòng con cho trong sạch. Nói về thể vía, bà Blavatsky chú thích thêm như sau: nguyên lý cạc mích tạo ra dục thể gọi là Kamarupa hay là thể ham muốn, thể tham sân si đó. Về danh từ thể trí, bà phê bình như sau: Manasarupa thể thứ nhất chỉ cái vía hay tư ngã, thể thứ nhì chỉ cá tính hay chân nhân chịu luân hồi mà tâm thức tại cõi. Của tôi và trong quyển Minh Triết Cổ Truyền của bà bác sĩ Berzon có đề cập đến. Thực ra người ta dùng chữ bác sĩ là không đúng, tại bà Berzon bà ấy là tiến sĩ danh dự, chứ bà ấy không phải là bác sĩ đi chữa bệnh. Mà ngày xưa tôi cứ tưởng bà ấy là bác sĩ chữa bệnh, người ta không phải, bà ấy là tiến sĩ danh dự thôi. Nhưng mà người ta bên này người ta dùng chữ doctor, thì mình cứ tưởng doctor là bác sĩ. Thực ra doctor là tiến sĩ. Mình không có dùng như vậy được, Mình không tại dùng vì với những người khác cái được. cô là cô ở bên Mỹ, nó quen nó lâu quá rồi, cho nên cái suy luận của cô là như vậy. Nhưng mà thực chất là những cái người người ta có khả năng chữa bệnh, mình có thể dùng người ta là bác sĩ, à bác sĩ giống như là bao quát luôn á cô. Không, cô không nghĩ như vậy. Dùng chữ bác sĩ làm bao nhiêu năm nay cô hiểu lầm, cô cứ nghĩ là bà này là doctor đi chữa bệnh. Như vậy không tốt. Như vậy...
khi bà đến trình độ đó rồi thì bà có quyền năng có thể làm chữa bệnh cho và tất cả các hội bệnh bà có thể chữa được. Nhưng mà chẳng qua là như vậy, không phải là dễ gì mình chữa bệnh cho người ta. Thứ nhất là mình với người ta có một cái duyên mình mới chữa được, và cái thứ hai là cái chữa bệnh đó đó không có phải là mình gặp ai mình cũng chữa, như vậy là nó không có hợp với lại cái sự tiến hóa và cái đường của tôi, tức là không biết là ông Lipiter hay ai đây, chắc ông Lipiter. Và trong quyển Minh Triết cổ truyền của bà Bơ Dân, tức là tôi là ông Lipiter đó, có đề cập đến bốn mẫu đời sống được quan sát tại cõi trời. Thứ nhất là tình bằng hữu ích kỷ, thứ hai là lòng sùng tín hạn hẹp, thứ ba tinh thần truyền giáo chân chính, thứ tư sinh hoạt của nhân loại. Bốn mẫu đời sống được quan sát tại cõi trời, người ta quan sát chứ không có nghĩa là mấy người này trên trời. Thì có những người người ta chỉ có tình bằng hữu thôi, rồi có những người sùng tín hạn hẹp là chỉ khi mà mình lên được đến cõi trời rồi đó mà mình vẫn thấy có những cái nó vẫn còn nặng tình cảm quá, thấy không? Ví dụ như là bạn bè vẫn còn thương mến nhau mà nó không phải là một cái cảm tình cảm đại đồng mà vẫn còn là tình cảm riêng tư. Rồi lòng sùng tín hạn hẹp này vẫn là mình vẫn thương vị thầy của mình, nó vẫn là tình cảm riêng tư thì nó vẫn thuộc về bằng cách nào đó, nó vẫn dính líu tới cái cõi vía. Rồi tinh thần, ngay cả tinh thần truyền giáo nó cũng nặng tình cảm, nó cũng có thể nặng tình cảm với những sinh hoạt khác nhau, rất là nhiều tình cảm. Thì bây giờ đó là nếu mà hải trí trong sạch á, thì đừng đừng có những cái mà nó còn nhiều dục vọng như vậy. Cho nên nếu mà hải trí trong sạch á, thì chỉ được khích động từ chốn cao siêu, tức là từ trên đưa xuống. Bây giờ nó phải thanh lọc tất cả dục vọng để trở nên một vận hà hoàn toàn cho linh hồn. Của y. Nhưng đối với người tiến hóa cao, sự việc xảy ra không giống như thế. Trong trường hợp đó, sự đụng chạm xuyên qua thể vía vào đến bên trong thể bồ đề và thể này đáp ứng lại theo bản chất của nó. Tức là cái thể vía người đó trong veo, không có một cái màu sắc nào cả, không có cái màu đỏ của cái lửa giận. Thành ra
Khi mà một người bị đánh á, thì cái thể vía của anh ta không có rung động, và cái tình cảm của anh ta sẽ là tình cảm của cái thể bồ đề. Sự đụng chạm trên thể vía sẽ làm nảy sinh ra trong đó những sắc thái tốt đẹp của những cảm xúc liên hệ với tình thương, và trong thể ấy nó sẽ phù hợp với thể bồ đề. Như bà Bơ Dân thường giải thích, hào quang thể vía của một người tiến hóa cao sẽ phản chiếu tất cả những cái màu đẹp đẽ của những nhân vật khác đưa xuống cho nó. Thì cái thể vía của cái người tiến hóa nó chỉ phản chiếu được những màu sắc đẹp thôi, nó không có những màu như là màu hờn giận là màu đỏ, rồi màu ghen tuông là màu xanh lá cây, hay là màu trầm cảm là màu xám xịt, vân vân. Nó không có như mấy cái màu như thế. Bây giờ qua số 52. Nước tinh anh trong suốt của sự sống trường tồn không thể lẫn lộn vào trong dòng nước đầy bùn sau cơn bão tố của gió mùa. 53. Giọt sương chiếu sáng trong tia nắng ban mai giữa cánh hoa sen biến thành cục đất sét khi rơi xuống đất. Thế là hòn ngọc đã hóa ra bùn. 54. Hãy chiến đấu với những tư tưởng ô trược khi nó chế ngự con. Có anh Văn Dô sao? Giọt sương chiếu sáng. Có anh Văn Dô này. Chào tất cả. Tự nhiên anh đánh cái chữ giọt sương chiếu sáng làm tôi biết là anh nhảy vô rồi. Giọt sương chiếu sáng trong tia nắng ban mai giữa cánh hoa sen biến thành cục đất sét khi rơi xuống đất. Thế là hòn ngọc đã hóa ra bùn. Sao lại giọt sương chiếu sáng? Tức là giọt sương chúng mọc rễ và đâm chồi thì con nên biết những tư tưởng đó sẽ quật ngã con và giết con chết. Hỡi đệ tử hãy đề phòng, dù cái bóng của chúng cũng đừng cho đến gần con. Vì nếu con để nó lớn mạnh, vật hắc ám đó sẽ xâm nhập vào người con trước khi con nhận rõ được hình thù ghê gớm của con quái vật ô trược đó. Cái đoạn này chỉ nói là mình đừng có nuôi dưỡng những tư tưởng ô trược thôi. À, khi nào mà mình có những tư tưởng xấu á, thì mình đuổi nó đi liền. Mình nghĩ đến những cái gì tốt thôi. Đó. Mình đừng có ganh ghét hay là thù oán hay là giận dữ. Tất cả những cái đó gọi là những tư tưởng vô trường. Ok, có ai góp ý hay là thắc mắc gì về đoạn này không? Thế tôi góp ý một chút xíu về cái đoạn này nhé. Dạ. Yeah. Câu số 52, nước tinh anh trong suốt của sự sống trường tồn không thể lẫn lộn vào trong dòng nước.
chiếu được cái đời sống thật sự của con người, đời sống tinh thần, thì cái đời sống tinh thần không thể nào chấp nhận được cái đời sống của vật chất. Tức là cái nọt giọt nước, cái dòng nước mà tinh anh mà trong vuốt đó, thì không thể nào để dính được cái bùng của cơn bão tố của gió mùa. Bão tố của gió mùa đây chính là cơn bão của sự nổi giận, của sự ganh tị, của những cái lời nói ích kỷ, hằn học, xấu xa. Như vậy thì đây có nghĩa là gì? Là một con người mà thật sự sống với tinh thần đó, thì người này không thể nào để cho cái lời nói, cái tình cảm hay cái hành động của mình biểu lộ ra những cái sự ghen tuông, ích kỷ, giận dữ được. Bởi vì khi mà trong con người mình có sự phát xuất của những sự ích kỷ nhỏ nhen, thì lập tức cái đời sống của tinh thần của mình nó không còn được thấy bởi những người khác. Người ta chỉ thấy mình như là một người đạo đức giả, miệng thì nói những cái lời của Phật dạy hay của Chúa dạy, nhưng mà cái hành động cử chỉ của mình lại biểu lộ cái sự trái ngược. Tưởng liên tục câu này câu đầu nó đưa ra những cái sự hướng dẫn để phát triển những câu sau, những câu sau nó đưa ra những cái ý tưởng để hỗ trợ cho những cái ý tưởng của những câu trước. Như vậy thì câu sau 53, giọt sương chiếu sáng trong tia nắng băng mai, nếu mà để nó rơi xuống dưới đất thì cái giọt sương đó nó không còn chiếu sáng cái tia nắng ban mai. Tức là cái giọt sương này là cái phàm ngã của mình, cái thể xác của mình, cái tình cảm của mình. Mình cho rằng mình là một cái người học đạo, cho mình là một người tín đồ, hành xử những điều Phật dạy hay những Chúa dạy. Thay vì nó là giọt sương chiếu sáng ở trên một cái lá, trên lá thì nó không có bùn đất, nó chiếu sáng, nó rọi lại những cái tia nắng của mặt trời, ngũ sắc, thất sắc vân vân, rất là trong đẹp. Nhưng mà chúng ta để cho cái giọt sương nó rơi xuống dưới đất, nó pha trộn cái bùn, có nghĩa là cái sự tạo ra con người của chúng ta, con người của chúng ta đang ngồi đây, đang nói chuyện đây, là cái sự tạo hình của, là sự phản ảnh của con người thật. Thì cái sự phản ảnh đó, thay vì phản ảnh của một vị mang những cái đức tính tinh thần của một vị Phật, của
của một tín đồ của Chúa, thì nay giờ nó lại phản ảnh những cái chất dơ của đất, của bùn. Thì thay vì là một hòn ngọc kim cương thì nó trở thành một cái cục đất thô kệch, dơ bẩn. Đó là câu 53, nó nối tiếp câu 52. Giờ sang tới câu 54. 54 này hỗ trợ cho câu 52 và 53. Là bởi vì 52 và 53 cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không cẩn thận thì cái đời sống của tinh thần chúng ta, thay vì biểu lộ những cái đức tính, những cái câu kinh văn, thì nó lại biểu lộ ra những cái gì ngược lại. Thay vì biểu lộ ra cái ánh sáng chói lọi, phản ảnh tia nắng của mặt trời, nó lại bị đóng đùng trở lại, thô kệch, dơ bẩn. Thì như vậy cái câu 54 này chỉ cho chúng ta thấy cái kỹ thuật làm thế nào để tránh cho cái hòn ngọc của chúng ta trở thành một cục bùn. Thì cái căn bản nhất của câu 54 là chiến đấu với tư tưởng của mình. Cái này là cái điểm nó rất là quan trọng. Không phải mà trong cái quyển Tiếng Nói Vô Thinh, tức là căn bản của giáo lý Thông Thiên Học, mà nó là cái sự cô kết lại tinh hoa của tất cả những tôn giáo cổ đại cũng như hiện giờ. Tôn giáo cổ đại ngày xưa như Bà La Môn giáo, Ai Cập giáo, Do Thái giáo vân vân đó, thì họ chỉ dùng những cái điều răn, những quy luật để bắt chúng ta phải giữ cái tư tưởng cho nó trong sạch. Đó là cái lối ngày xưa. Còn cái lối giáo dục bây giờ thì Phật giáo cũng như là Thông Thiên Học chỉ hẳn ra cho chúng ta biết cái tên thủ phạm làm cho con người chúng ta, thay vì là một hòn ngọc, trở thành một cái cục đất bẩn thỉu. Thì cái thủ phạm đó là gì, là ai? Thủ phạm đó là những tư tưởng ô trọc, dơ bẩn, nó đã xâm nhập vào được trong tâm hồn chúng ta. Nó khiến chúng ta trở thành một con người ô trược, một con người ích kỷ, nhỏ nhen. Đó là cái kỹ thuật mà giáo lý Thông Thiên Học hay là cái quyển Tiếng Nói Vô Thinh chỉ dạy cho chúng ta làm thế nào mà giữ được cái đặc tính của một con người tinh thần, một Phật giáo thuần thành, một tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành. Phải làm cái gì? Phải chiến đấu với những tư tưởng dơ bẩn trước khi chúng nó xâm nhập và biến chúng ta trở thành cái hình ảnh của những tư tưởng ô trọc đó. Làm thế nào? Như vậy thì làm thế nào để chiến đấu với những tư tưởng đó? Mình chiến đấu với tư tưởng đó bằng cách dùng những cái kỹ thuật của chúng nó, chế ngự chúng nó. Bởi vì như thế nào? Nếu mà các bạn nào mà đã có một cái sự tham thiền và tế vi sử dụng trực giác trong lúc mà hành xử cái đời sống tu hành của mình trong mỗi một ngày đó, thì chúng ta sẽ để ý một cái điều là bình thường nếu mà khi chúng ta lúc nào cũng có mọi việc như ý, không ai đụng chạm tới, không ai nói xấu gì tới, không ai chống đối đó, thì mình niệm Phật hay là đọc kinh hay là mình nhớ những câu kinh văn của Tiếng Nói Vô Thinh đó, thì cái lúc đó mình thấy cái tâm hồn mình nó thảnh thơi nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà thử hỏi một người đồng đạo xen vào chỉ trỏ, xỉa vào chúng ta nói rằng anh hay chị là người mà chỉ nói lý thuyết thôi, không sống với thực tế, không biết cái gì, dốt mà đi dạy những người dốt khác, hoặc giả là nói là đầu ép, đầu óc hạn hẹp, hay là hành xử như mà hồn thú, thì con người chúng ta lúc đó bừng bừng lên. Và khi bừng bừng như vậy là thì là những cái tư tưởng mà nó chung quanh nó đang có, nó lập tức nó được thu hút và nó khiến cho chúng ta trở thành một cái người nổi giận và sẽ
tư tưởng ô trược đó là xử sự với chúng nó như chúng xử sự với con. Xử sự chúng nó như xử sự với con là gì? Tức là khi mà cái tư tưởng ô trược mà nó được phép, nó được chúng ta cho phép chúng nó xâm nhập vào con người chúng ta. Tức là khi chúng ta để cho cái sự giận dữ nó bắt đầu nó bùng ra đó, thì lập tức những tư tưởng đó nó nhảy vào, nó xâm chiếm cái thể biến. Tức là cái lúc đó đó, cái thể biến của chúng ta khi mà đang còn ở cái trạng thái mà gọi là an dịu mà bác ái mà an vui và dịu dàng đó, thì khi chúng ta có một cái sự kết nối với cái thể bồ đề, tức là cái tình thương, cái an lạc, cái hòa hợp, khi mà chúng ta chấp nhận cho cái sự giận dữ, sự chống đối, thì tư tưởng ô trọng nó lập tức nó tiến tới và nó chiếm hữu ngay cái thể biến, cái tình cảm chúng ta. Thì như vậy đó, chúng ta nên nhớ rằng phải muốn chiến đấu với những tư tưởng ô trọng là phải luyện được cái đặc tính là rất là nhạy cảm. Khi chúng nó bắt đầu nó cái sự mà giận dữ hay sự mà bực mình nó bắt đầu xảy ra đó, thì mình lập tức ngăn chúng nó lại ngay lập tức. Đây là cái kỹ thuật của những tư tưởng ô trọng. Khi chúng nó xâm chiếm con người mình, nó nhảy vào, nó xâm chiếm ngay lập tức, nó không cho phép mình chống cự gì hết, thì mình phải dùng cái kỹ thuật đó là lập tức ngăn chặn chúng nó, không cho chúng nó phát sinh ra gì. Đây là nói là lý thuyết thôi. Còn cái phương diện mà thực hành, muốn thật sự thực hành đó, là khi mà có một cái sự rung động mà nó khiến cho chúng ta bất an đó, là lập tức chúng ta ngăn chặn ngay lập tức, giữ cái tâm hồn an tịnh đó, tiếp tục liên lạc với thể bồ đề, coi những lời ngoại cảnh như không có, thay vì phản ứng lại cái ngoại cảnh, những cái lời nói mà kích động ở bên ngoài, thì chúng ta cứ việc tiếp tục để cái tình huynh đệ, để cái sự an vui, để cái sự hòa điệu nó tiếp tục nó bao phủ con người chúng ta và cảm nhận cái người mà đối tác, thì như vậy chúng ta sẽ quật ngã được cái tư tưởng đó, thay vì để những tư tưởng đó quật ngã chúng ta và giết. Ủa? Sao tự nhiên nó bị mất? Network nó bị gì rồi? Đuốc của tôi hôm nay nó bị trục trặc. Cái này, internet nó bị trục trặc hoài à. Yeah, what the hell is up with this, man?
Mà cái này của mẹ thì hình như là nó nếu nó không dùng đi internet thì nó dùng cái của nó, thành ra nó tiếp tục. Với mẹ phải cái Đúng. nào gọi trước gọi thì tỉnh mai hỏi nó từ giờ bị gì mà. Kỳ ghê. Hồi nãy anh Văn đâu rồi? Tôi đưa nghe anh Văn cái network của tôi nó bị hư cái là hết nghe luôn. Tôi nghe một số xong tự nhiên cái network của tôi nó bị disconnect. À, nó bị disconnect thì bây giờ tôi vô thì tôi lại nghe anh nói, tôi không nghe anh Văn nữa. Ok thôi. Tôi cái network của tôi nó bị hư, tôi bị disconnect. Bây giờ tôi đọc. Tôi nghĩ là chị cứ tiếp tục đi, mà nếu mà chị hồi nãy nghe không nghe được mấy cái đoạn trước á, thì lát nữa chị mở cái replay lại chị nghe. Tôi có nghe được rất nhiều anh, tôi có nghe được rất nhiều, tôi mới bị disconnect mới đây thôi. Mà disconnect chừng vài phút thôi. Ok, nếu mà chị nghe được thì bây giờ mình tiếp tục đi. Bây giờ Tại tôi vì đọc. Vâng, bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn. Anh muốn nói tiếp hay là tôi đọc tiếp cái đoạn này nó hơi giống cái lời của anh? chị cứ đọc tiếp đi, tại vì thường thường những cái tư tưởng đó mà khi được trình bày đó thì nó đều liên tục với nhau, như tôi đã nói đó, là những cái tư tưởng đầu tiên nó mở đầu để cho những tư tưởng kế tiếp được Nhà, thì khai ra triển cái đoạn tiếp theo này tư nó tưởng. cũng giống. Vâng, vâng vâng thì nếu mà Đây, để chị tôi tiếp đọc tục tiếp nhé. nó mới đẹp nhỉ. Chị có post lên chưa, post lên chưa? À, để tôi post lên. Rồi. Dưới thế gian này, nhiều người tưởng họ có thể kéo lê một cuộc sống thấp hèn mà lại tiến bộ trên đường đạo. Đôi khi họ cũng tưởng rằng khi dấn thân vào những hình thức kích động xấu xa, họ có thể tạo ra một năng lực đáng kể giúp họ tiến bước và vươn lên. Khi trấn áp được hoàn toàn những sinh hoạt thấp kém, họ lại sợ không còn màu sắc trong thể vía. Người ta nói rằng chắc chắn người có hào quang không màu sắc là người tốt, nhưng yếu đuối không không thể tiến bộ.
Trong Thiên Khải Huyền, Đấng Thánh Linh có nói cầu xin Thượng Đế hãy ban cho con được lạnh lùng hoặc đầy nhiệt huyết. Bởi vì nếu con hững hờ, không lạnh lùng cũng không hoang ái, ta sẽ phun con ra khỏi miệng ta. Đó, trong Kinh Thánh tôi có đọc qua cái câu này. Thành ra nhiều người họ đi truyền giáo một cách rất là nhiệt tình. Đoạn kinh trên trình bày thật rõ các sự kiện những người có hy vọng nhiều nhất theo thứ tự ưu tiên như sau. Thứ nhất là người có ý chí và lương thiện. Thứ hai, người có ý chí và xấu xa. Thứ ba, người lương thiện và tầm thường. Không ai có thể là một kẻ sát nhân cố ý trừ phi đã mở mang một cách đáng kể vài đặc tính thiêng liêng. Nguyên nhân hành động độc ác của y là do sự mất thăng bằng. Chẳng hạn, y có một ý chí mạnh mẽ, một tính can đảm phi thường, một trí thông minh xuất chúng nhưng lại thiếu tình thương đối với đồng loại. Một tình thương vĩ đại và một ý chí dũng mãnh nhưng thiếu thông minh cũng có thể biến con người thành một kẻ nguy hiểm và tà vậy. Vì y có thể trở nên một lãnh tụ cuồng tín của những kẻ bất mãn. Nếu chỉ là người tốt nhưng thiếu ý chí, thì trí thông minh và tình thương đều chưa phát triển cũng sẽ tiến bộ rất chậm chạp. Tức là ý chí rất là quan trọng. Nếu không thì trí thông minh, tình thương cũng phát triển chậm chạp. Dù sự tiến bộ của y vẫn đều đặn, bậc vĩ nhân có nhiều tật xấu lớn lao nhưng họ có thể sửa đổi nhanh chóng. Kẻ tầm thường có nhiều tật xấu nhỏ, song chúng thường tồn tại lâu dài. Cái đoạn này đọc như vậy đó thì đủ rồi, mình mỗi lần một đọc đó mình nên khai triển, tại vì trong mỗi một câu kinh văn đó đều có những cái tiềm tàng rất nhiều cái những cái tư tưởng rất là hay, phải không? Anh khai triển thêm coi. Đoạn này đó thì phân chia ra những cái người mà chí nguyện làm nhiều cái loại khác nhau. Chẳng hạn người mới bắt đầu, rồi người đã tiến bắt đầu trên đường đạo, hành xử như thế nào, rồi tới có mấy những cái loại. Ở đây đó thì họ chia ra nhiều loại và theo những cái thứ tự là thì có ba loại người. Thứ nhất là có ý chí và lương thiện, hiểu không? Thứ nhì là có ý chí mà xấu xa. Thứ ba là lương thiện và tầm thường. Như vậy trong cái ba cái loại người này đó thì cái mẫu số chung của họ là người lương thiện và có ý chí, phải không? Như vậy thì mình để ý cái điểm là như này: người lương thiện là người như thế nào? Người lương thiện là cái người đó vẫn còn một là tiếp tục nghe theo tiếng nói đạo đức, tiếng nói lương tâm của mình, cái bản chất thiện lương của mình. Thứ nhì là những người mà không còn lương thiện nữa, hoặc là thỉnh thoảng mới nghe được cái tiếng nói lương tâm thôi. Những người này là mình xếp vào cái hạng mà gọi là sống theo vật chất, nghe theo cái tiếng nói của bề ngoại cảnh rất nhiều. Rồi thêm cái mẫu số chung là cái người có ý chí. Người có ý chí đây đó là cái năng lực để mà biến cái tư tưởng thành hành động. Vậy thì cái ý chí đó là cái năng lực. Cái năng lực đó đó, nó không những biến cái tư tưởng thành hành động, cái tư tưởng tốt thành hành động, nhưng mà nó biến cái tư tưởng xấu cũng thành hành động luôn. Đây là cái lý do tại sao mà cái câu kinh văn trên nói mình phải chiến đấu với những tư tưởng ô trọc. Khi mình không để cho những tư tưởng ô trọc nó xâm nhập vào trong cái tình cảm, khiến cho nó biểu lộ thành những cái hành động không được lương thiện đó. Khi mình không để tư tưởng ô trọc xâm nhập mà mình vẫn giữ những cái tư tưởng an vui hòa hợp, thì cái ý chí đó nó là một cái nguồn năng lực rất là mạnh, nó giúp chúng ta tiến lên trên con đường đạo rất xa. Nhưng mà nếu mà mình cứ để cho những cái tư tưởng ô trọc nó xâm chiếm, thì cái ý chí nó biến những cái tư tưởng ô trọc đó thành những cái hành động rất là thông thường. Chẳng hạn như là những cái lời nói ganh tị,
ngũ giới cấm, ngũ giới cấm, hay là nó ngược lại với 10 điều răn, thì cái ba cái người này đó, ba cái hạng này đó, thì coi như là mới là bước đầu để lên trên con đường đạo thôi. Còn ba cái hạng người mà ở đây chưa có nói đến, là chúng tôi xin kể ra chẳng hạn như là, thứ nhất là người có ý chí và quyết tâm đi trên con đường đạo. Thứ nhì là người có ý chí và nhất định không để cho tư tưởng xấu xa xâm nhập và ảnh hưởng đến mình. Thứ ba là người lương thiện nhưng mà cố gắng vượt ra khỏi cái hạng tầm thường. Thì ba cái hạng người này là những cái người mà chí nguyện và là những người mà gọi là đệ tử trong tương lai, hiểu không? Đệ tử ngoại môn, tức là chưa được Đức Thần ấy chấp nhận nhưng mà đã tự tạo cho mình một cái hoàn cảnh thích hợp để trong tương lai sẽ đi xa trên con đường đạo nữa. Thì muốn mà tránh được cái sự mất thăng bằng bởi những cái hành động độc ác thì mình phải kiểm soát cái tư tưởng của mình, đừng để những cái tư tưởng ô trọc xâm chiếm biểu lộ trong cái đời sống con người, bằng cách là lúc nào cũng sử dụng những cái đặc tính của chân ngã. Đó là đặc tính của tình thương vĩ đại, cái ý chí dũng mãnh để biến tư tưởng tốt đẹp thành hành động, cái ý chí dũng mãnh để ngăn chặn những tư tưởng ô trọc, không cho chúng nó xâm chiếm vào trong lời nói và tư tưởng và tình cảm của mình. Thì thay vì là một con người nguy hiểm và tà đạo làm hại xã hội, hoặc là trở thành những một người lãnh tụ cuồng tín của những người bất mãn, thì như vậy đó, người chí nguyện này sẽ trở thành một người đạo đồ trong tương lai, một trong những vị tứ thánh, những vị la hán của tương lai. Nhưng mà cái con đường này nó đòi hỏi cái người chí nguyện luôn luôn tự xét mình, sửa đổi những cái tật xấu tuy nhỏ tuy tế vi, nhưng mà không bao giờ để cho những cái tật xấu nhỏ và tế vi đó trở thành những cái tư tưởng ô trọc, những cái hành động cuồng tín xâm chiếm con người của mình. Thì đừng có bao giờ để cho chúng nó tiếp tục tồn tại ở trong tâm hồn của mình. Thay vì lúc đó, lúc nào chúng ta cũng để cho cái ánh sáng chiếu dịu của đời sống tinh thần phi thường luôn luôn được biểu lộ ở trong cái lời nói, tình cảm và cái hành động chúng ta. Thì như vậy đó, đó là cái con đường mà trong tương lai những cái câu kinh văn kế tiếp sẽ chỉ dẫn cho chúng ta thêm làm thế nào để tu trên con đường trở thành những vị tứ thánh hay những cái địa vị, cái trình độ cao hơn nữa. Thì các anh chị có thể góp ý hoặc là chị có thể đọc tiếp cái đoạn sau. Cảm ơn anh Văn. Cái paragraph này thì có một cái đặc điểm là ba cái hạng người mà có hy vọng nhiều nhất theo thứ tự ưu tiên, thì cái người có ý chí và xấu xa lại đứng trên cái người lương thiện và tầm thường. Thế mới là buồn cười. Đấy. Chị biết tại sao không? Vâng. Đây là một cái mấu chốt mà trong những cái kinh văn ngày xưa của Đức Phật dạy đó. Là chẳng hạn như là Ngài có dạy là một người sát nhân khi buông cái đao đồ tể xuống thì có trở thành một vị thánh. Là bởi vì cái mấu chốt căn bản của sự tu học là cái ý chí. Cái ý chí là gì? Là cái năng lực. Là cái năng lực nó tiềm tàng ở trong cái vũ trụ này, ở trong con người của chúng ta.
tạo ra. Mà cái con người khi tạo ra những cái tư tưởng đó đó, thì cái tư tưởng nó lập tức nó biến thành những cái sinh vật sống, và nó có ý chí muốn tiếp tục cái hành trình tiến hóa của chúng nó. Cái hành trình tiến hóa của tư tưởng nó được qua rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự nảy sinh ra cái ý niệm. Rồi giai đoạn thứ hai, cái ý niệm đó biến thành ra một cái ý tưởng. Ý tưởng sau đó đó, nó sẽ sử dụng những cái tình cảm để mà biến trở thành một cái hình tư tưởng. Và sau cùng cái hình tư tưởng đó đó, chúng nó muốn đi tới trọn vẹn của cái sự tiến hóa của một cái dòng tư tưởng, thì chúng nó biến trở thành ra là những cái lời nói và hành động. Muốn có cái sự biến chuyển của tư tưởng thành lời nói và hành động, thì chúng nó phải sử dụng một cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố đó chúng ta gọi là ý chí. Ý chí đó tức là cái năng lực, cái năng lực để biến một cái tư tưởng trở thành một hành động cụ thể. Vì vậy cho nên á, hồi nãy có nhắc là Đức Phật có nói là một cái người đồ tể mà buông đao xuống, một người sát nhân buông đao xuống có thể trở thành một vị thánh nhân, là tức là có nghĩa là họ có một cái ý chí rất mạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết xoay chuyển cái ý chí đó, thay vì áp dụng vào trong những cái tư tưởng ô trọng, chúng ta áp dụng vào những cái tư tưởng thanh bai, hòa hợp tinh thần, thì cái tư tưởng, cái ý chí đó sẽ giúp cho cái người đó tiến ở trên con đường đạo rất xa. Đó là cái con người mà gọi là có ý chí và lương thiện. Thành ra cái ý chí đó đó coi như cái yếu tố căn bản trên con đường mà tiến về đường đạo. Còn nếu mà ví dụ một người mà có một tâm đạo rất là mạnh, nhưng mà cứ lờ đờ không làm gì nữa, không nào đọc kinh Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tụng kinh Đức Mẹ lần chú ý mân côi một ngày 100 lần, nhưng mà không làm gì hết, chỉ ngồi đó chờ Đức Mẹ ban phước, chờ Chúa ban phước, chờ Đức Phật độ này nọ, thì cái người này suốt ngày là cũng sống một trong cái thế giới của cái sự ước vọng mà thôi, không tự mình biến mình thành một con chim theo cái thương của Chúa Giêsu, cũng không biến cái Phật tính của mình để trở thành một vị Phật như Phật đã dạy, thì không có cái ý chí thì sẽ con người không có đi xa được, là chỉ cũng sống ở trong lòng vọng là cái tư tưởng và cái sự nguyện cầu của mình tạo ra mà thôi. Đây là cái quan trọng của ý chí trên cái phương diện mà đi trên con đường đạo. Tôi nói thêm một chút xíu về cái câu kinh văn đó vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh Văn. Bây giờ mình trở lại cái đoạn này, nó còn một đoạn nữa tôi đọc xong rồi thì mình sẽ qua một câu hỏi. Nhưng trong mọi trường hợp không hề có một sự khuyến khích con người sống một cuộc đời xấu xa. Người ta thấy rằng chỉ xóa bỏ những khuynh hướng thấp hèn cũng chưa đủ đảm bảo những sự tiến bộ nhanh chóng, mà phải đi tìm những cố gắng tích cực và quyết liệt để biểu lộ những gì cao thượng và tốt lành. Tuy nhiên những cố gắng đó cũng có thể đưa đến sự sa ngã, ý chí dũng mãnh hay kiến thức hoặc tình thương của y. Cố gắng rèn luyện được có thể làm cho té ngã nặng nề và ghê gớm hơn nếu y mất thăng bằng. Do đó, tội lỗi nặng nề của y có thể là một điểm lành về sự tiến bộ nhanh chóng, nhưng sự tiến bộ mau lẹ đó chỉ bắt đầu khi nào, vì ảnh hưởng của sự đau khổ do nhân quả mà con người hiểu được lỗi lầm của mình và xóa sạch được những vết nhơ của sự sa ngã. Bao lâu sự thanh lọc này chưa hoàn tất thì hầu như không tiến bộ được. Đó thì cũng nói giống như lúc nãy đó, một cái người mà họ có ý chí mạnh nhưng mà họ lại sai lầm, thì họ có thể quay trở lại để họ tiến bộ, nhưng mà họ phải chịu những cái sự đau khổ của nhân quả để họ học hỏi, họ biết rằng là những điều đó là sai, và họ trả tất cả những quả báo để họ trở nên trong sạch, xóa được những vết nhơ của sự sa ngã. Thì sự thanh ở đây đó, mình nói thêm một chút xíu á, là đối với những người mà đã tu trên con đường đạo mà tiến cao đó, thì mỗi lần họ trả quả thì họ lại tiến bộ hơn. Như vậy là mỗi lần mà họ bị một cái đau khổ thì họ phải cảm ơn cái sự đau khổ, cảm ơn cái sự trả quả đó. Bởi vì nếu mà không đau khổ, không trả quả, họ sẽ không bước
khổ thế này, tại sao trời lại giáng họa xuống tôi mà lại không đến người khác, đúng đúng đúng, đúng. Thấy không? Là ra một cái người mà thật sự đó mà muốn mà tiến bộ trên con đường đạo, là người đó biết lợi dụng cái sự đau khổ của mình để tiến bộ hơn, chứ không phải là cái sự trả quả là cái sự đau khổ đến mình ngồi đó mình than khóc rồi mình chửi rủa mình làm tùm lum lên đó, nên mình không trả được cái gì hết đâu, mình còn tạo thêm những cái nhân quả thêm cho những cái thời gian sau hoặc cho những kiếp sau đó. Thì đấy là một cái phải học được cái bài học đấy. Đúng vậy, chị tiếp đi. Bà về phương diện này, bà Blavatsky đã trình bày một cách quả quyết trong quyển Những bước đầu tiên trên đường huyền bí học như sau. Có nhiều người qua năng suy luận bị ảnh hưởng bên ngoài làm cho sai lạc đến nỗi tưởng rằng những thú tánh có thể trở nên tuyệt vời và cao thượng như sức mạnh và lòng nhiệt thành của họ. Nếu người ta có thể nói như thế, sẽ được chuyển hướng vào nội tâm. Chúng chất chứa và giữ gìn trong đó cho đến khi năng lực của chúng không bị hao mòn mà hướng đến những đối tượng cao siêu và thánh thiện hơn. Nghĩa là cho đến khi nào năng lực được xúc tích cho phép họ bước vào thánh điện thật sự của linh hồn và hiện diện trước chân sư, tức đại ngã cao siêu. Vì lý do đó mà họ không muốn tranh đấu với dục vọng của mình để tiêu diệt chúng. Họ chỉ muốn dập tắt ngọn lửa hung bạo bằng sự cố gắng mãnh liệt của ý chí và để nó tàn lụn trong tâm mình. Chỉ chừa cục than hồng chôn vùi dưới lớp tro mỏng. Họ vui lòng chịu khuất phục nó để họ cho họ bị dày vò như cậu thiếu niên của thành Spartan ưng cho con trồn sâu xé ruột gan hơn là xa lìa nó. Ôi đáng thương thay kẻ ảo tưởng mù quáng. Cũng như hy vọng rằng một đám thợ chùi ống khói say xưa kia với quần áo lỏ lem vì công việc có thể được ẩn thân trong thánh điện răng toàn lụa trắng. Và thay vì sự hiện diện của họ biến chúng thành một mớ vải tả tơi dơ bẩn, thì chúng sẽ được biến đổi bằng cách đưa vào một góc linh thiêng. Và sau cùng chúng vẫn biểu lộ được sự tinh khiết như thánh điện vậy. Tại sao chúng tôi không tưởng tượng, cũng như một lỗ da trồn đem cất trong không khí trong sạch của một thánh điện, khi đem xa tất cả những điều được thấm nhuần mùi trầm hương trong đó, là kỳ thay lý trí sai lầm của nhân loại. Đoạn hơi khó hiểu. Có hiểu chỗ nào chị? Cái đoạn thứ hai đó, cái đoạn trước thì nói rằng là nhiều người họ cứ nuôi những cái họ cứ nuôi những cái dục vọng của họ, họ cho rằng là cái dục vọng là tốt, thành ra họ không chịu sửa chữa. Đó. Này, nhiều người quan niệm suy luận bị ảnh hưởng bên ngoài làm sai lạc đến nỗi tưởng rằng những thú tánh có thể trở nên tuyệt vời và cao thượng. Từ vì sức mạnh và lòng nhiệt thành thì tốt, nhưng mà những thú tánh thì không tốt. Nhưng mà họ nghĩ rằng là họ có ý chí mạnh thì thú tánh cũng trở nên tốt. Vấn đề như vậy, thành ra họ không chịu sửa mình, họ không chịu tiêu diệt thú tánh, họ không muốn tranh đấu với dục vọng của mình để tiêu diệt những cái dục vọng, tức là mình phải dập tắt tham sân si, nhưng mà họ nghĩ rằng là những tham vọng ấy là tốt. Thành ra họ cứ nuôi dưỡng hoài. Thật ra đó, trên cái con đường mà tu đạo á, thì khi mình bình thường mình tu á, mà gọi là mình theo những cái hành Bồ Tát hay là theo lời Chúa dạy đó, thì nó sẽ giúp mình đưa mình tới một cái trình độ nào đó. Rồi ở một vài cái trình độ đó, khi mà bắt đầu mà chúng ta có muốn bước cao lên nữa đó, thì nó có một cái sự thử thách rất là mạnh mà rất là khó vượt qua nếu chúng ta không sử dụng cái đực đặc tính phân biệt, sử dụng được cái trực giác để mà hiểu. Thì cái sự thử thách này nó nằm ở cái chỗ là ở một cái trình độ nào đó, chúng ta cho rằng chúng ta đã thực hiện được 10 điều răn hay là 100 đức tính của hành Bồ Tát vân vân đó, thì chúng ta tự cảm thấy rằng mình đã có đầy đủ cái đức tính
là cái ảo tưởng của sự tiến hóa cá nhân. Đây là một cái ảo tưởng nó vô cùng nguy hiểm đối với những người đi trên đường đạo. Khi mình còn tự cho rằng mình hơn những người khác, mình đã hoạch định được những cái đức tính cao đẹp hay hoạch đắc được một vài cái phép thần thông mà chúng ta đơn cử là đọc được tư tưởng những người khác, hoặc là sử dụng thần nhãn để thấy được một vài cái chuyện tương lai. Nếu mà chúng ta cho phép chúng ta đã đạt được một cái vị trí cao thượng, một cái điều mà đại đa số những bạn khác còn thấp kém hơn, chưa đạt được, thì ngay lúc đó chúng ta đã bị cái ảo tưởng của sự tiến hóa đó nó làm chậm chân, và có thể nó kéo chúng ta lùi đi xuống trở lại nữa là khác. Đây là cái sự tiến hóa mà rất là quan trọng, rất là tế vi ở một cái giai đoạn cao. Đây là cái lý do tại sao ngay cả các vị La Hán hay các vị Tứ Thánh cũng bị thử thách để rồi bị kéo chậm lại, thay vì tiếp tục được cái điểm đạo lên tới cấp bậc chân sư hay là các cấp bậc cao hơn nữa. Đó là cái trường hợp chúng ta tự mãn với cái tiến hóa hiện thời của chúng ta. Chúng ta so sánh và cho rằng chúng ta đã cao hơn những bạn đạo khác. Thì cái này là một cái tình trạng nó rất là nguy hiểm, bởi vì đây là một cái hình thức tế vi của phàm ngã. Nó vẫn là phàm ngã, nhưng mà nó cho chúng ta một cái ảo tưởng là chúng ta đã tiến hóa gần đến chân ngã rồi đấy. Thì đây là cái điều nó rất là quan trọng, bởi vì phàm ngã nó không cho phép chúng ta tiêu diệt cái dục vọng. Bởi vì nó biết rằng khi chúng ta tiêu diệt cái dục vọng thì cái phàm ngã của chúng ta nó sẽ chết đi. Và cái phàm ngã chết đi, nếu phàm ngã không chết đi thì chân ngã không thể nào sống lại. Đây là một cái nguồn ngôn rất quan trọng ở trong Thiên Chúa giáo mà chúng ta cần phải hiểu. Nếu mà cái thể xác của cái vị tên là Chúa Giê-xu đó không chết đi, không bị chôn ở trong cái nhà mồ, thì cái sự thăng thiên của Chúa Giê-xu thật sự ở trên cái thánh giá đó, thăng thiên lên trên trời để mà ngự bên hữu Đức Chúa Cha, tức là thăng thiên lên trên trời để hòa nhập với cái chân ngã hay cái Phật tính của Ngài. Thì như vậy đó, cái biểu tượng quan trọng là nếu mà chúng ta không tiêu diệt những cái tính xấu thì không bao giờ chúng ta có thể thể hiện được những cái tính đẹp, tốt đẹp. Và cái sự thể hiện đó, sự tiêu diệt đó, nó nằm ở chỗ cái ý chí chúng ta áp dụng vào đúng chỗ. Đó là cái điều quan trọng. Và chúng ta nhiều khi thấy những câu kinh văn này nó mâu thuẫn, nhưng mà thật sự nó không phải là mâu thuẫn. Đó là cái vấn đề áp dụng cái ý chí, cái năng lực vào cái chỗ nào đúng. Và phải sử dụng được cái trí phân biệt cũng như là cái tuệ giác, cái tế vi để mà phân biệt được cái điểm nào chúng ta nên áp dụng cái ý chí, cái năng lực mạnh vào trong đó để tiến, thay vì sử dụng cái ý chí đó vào những cái sự mà trì trệ của phàm ngã, để mà rồi cứ tiếp tục đứng một chỗ, thay vì chúng ta có thể tiến bước cao lên hơn nữa. Cảm ơn anh Văn. Thì anh vừa mới nói đó thì nó cũng giải thích được cái đoạn này. Tức là ý đoạn này là một cái người mà họ có ý chí mạnh đó, thì họ nghĩ là có cái ý chí là đủ rồi, thành ra là họ không có cần sửa mình nhiều. Thành ra mới có hai cái đoạn là nói về cái đám thợ chùi ống khói này, áo dơ nhưng mà không sao, nghĩ là kệ nó, không sao hết. Thì ở chỗ này đấy, họ nghĩ là như vậy, họ vẫn mang cái áo dơ vào trong thánh điện, làm dơ hết cả những cái chung quanh. Rồi ở dưới lệ vị là mang một lố da trồn đem cất vào thì nó làm hôi hết, chứ không phải là nhờ không khí thánh điện làm cho nó hết hôi.
Ok, bây giờ mình sang đến cái đoạn khác nhé. Thì bây giờ có một cái câu hỏi của cái cậu bé, mà cậu này là cậu ấy xem Thanh Nguyên đó. Thanh Nguyên hôm nọ nó lên đây nó có đọc một đoạn cho mình. Xong rồi bây giờ thì nó bận làm việc quá, thành ra là nó không có họp được nữa. Nó bận làm việc suốt đêm là thành ra bây giờ nó phải ngủ. Đó, hình như là nó ở bên Đại Hàn đó. Thành ra nó đặt câu hỏi cho tôi. Thì bây giờ tôi mới nói rằng là cái câu hỏi của nó phải trả lời rất là dài, thành ra tôi định đem đến cái cuộc họp này để có thời giờ để giải thích. Thì Thanh Nguyên nó nói rằng là thế thì cái phần cao của cái thể trị thể vía đó, thể vía nhá, cái phần cao phần thấp thì đã đành là xấu rồi, nhưng mà phần cao á thì là nó tốt. Vậy thì nó khác nhau gì với thể bồ đề? Đó. Thì tôi nói rằng là nếu mà muốn giải thích cái đoạn này thì phải giải thích dài lắm về bảy thể. Mà cái thể bồ đề á, là nó những cái hạt của nó rất là tinh vi so với những cái hạt của thể vía. Cho nên rằng là thể bồ đề với thể vía khác khác hẳn nhau. Mặc dù là cái tình cảm mà cao thượng thì nó cũng giống thể bồ đề đó, nhưng mà nó cũng thuộc loại ô trược, nó vẫn thuộc về thể vía. Chứ nó không thể nào ngang bằng với lại thể bồ đề được. Thì anh Văn có cách nào giải thích ngắn gọn không? Nếu không mà tôi phải lôi ra bao nhiêu là cảnh rồi cõi rồi tùm lum tà la ấy, thì mình nó đi vào chi tiết rất rất là dài. Mình có thể nói tóm gọn một chút xíu thay vì phải giải thích dông dài. Thì tóm gọn của nó đó là cái thể vía, cái căn bản của thể vía nó là cái sự rung động trọng trược, bản chất nó là như vậy. Bản chất của thể vía là như vậy. Thể vía được biểu tượng là nước, phải không? Tức là cái căn bản của nước là gì? Là biến chuyển không ngừng, thay đổi theo hoàn cảnh, theo cái môi trường. Ví dụ như là nước thay đổi theo hoàn cảnh nhiệt độ, nước thay đổi theo hình dáng của cái vật chứa. Ví dụ như là nhiệt độ lạnh thì nước đã biến thành băng, nhiệt độ bình thường thì nước là chất lỏng, nhiệt độ mà cao nóng hơn nữa nó biến thành chất hơi. Không? Rồi thì đó là cái sự biến đổi của nước theo cái hoàn cảnh nhiệt độ. Còn mà biến đổi của nước theo cái hoàn cảnh chứa đựng dung tích thì là nếu mà nước đó ở Đâu mà bầu đâu thì nó tròn, đi. ở ống thì nó dài, phải không? Ở bất cứ một cái vật dụng nào mà đựng thì nước nó theo cái hình thể đó. Như vậy thì căn bản nước là sự thay đổi, sự biến chuyển không ngừng. Tức là cái tình cảm của mình cũng vậy đó. Thế tự nhiên cái mình ngồi đang vui vẻ ấy, tự nhiên nổi cơn lên, người ta nói mất dây, nó thật sự không phải. Đó là bởi vì cái tình cảm của mình đó, tự nhiên lúc đó đó nó bị nối kết vào trong những cái tư tưởng ô trọc, nối kết vào trong cái dục vọng, mà do chúng ta gọi nó là cam.
dành tiền, hoặc là mình chờ cái giá iPhone nó sale, hoặc là khi nào mà nó có cái iPhone mới ra thì cái iPhone mà cũ này nó sẽ giảm giá, phải không? Nhưng mà cái quan trọng á, nó không phải nó nằm ở chỗ cái iPhone, nó nằm ở chỗ là cái kỹ thuật và cái tư tưởng và cái sự cố gắng của chúng ta để theo dõi, để nắm bắt được cái kỹ thuật mới. Cái đó là cái quan trọng. Thành ra cái quan trọng là cái khả năng cái câu hỏi hỏi là cái phần cao, phần tốt đẹp thì luôn lúc đó là Buddhimanas, là thay vì chiếm hữu để làm cho mình, mà mình phải nghĩ rằng cái iPhone một người bạn họ có đó thì họ cũng công lao, họ bỏ tiền đó họ mua, rồi cái đó là họ quý lắm. Nếu mình lấy của người ta, thứ nhất là mình mang cái tội đi ăn cắp, thứ nhì là mình gây cái sự đau khổ cho người khác, mà bất cứ một cái hành động nào mà gây sự đau ra như thế nào mà nó được từ những cái thể thanh, những nguyên tử thanh mà đi đến trược. Thì cái thể Bồ đề là một cái thể nó tạo nên bởi những cái nguyên tử rất là thanh, nó thanh hơn là những cái nguyên tử của thể trí nữa. Cho nên rằng là đối với một người đó, chúng ta ngồi đây chẳng hạn, thì ta có cái thể sát, thể vía, thể trí, tất cả đều lồng vào đây. Nhưng mà mỗi thể nó có những cái nguyên tử và nó có những cái sự rung động khác hẳn nhau. Thí dụ như cái thể vía của tôi, cái nguyên tử nó rất là thanh,
thể hiểu được, tôi có thể, cái cảm giác của nó nhiều khi nó truyền qua tôi. Thế đối với một người khác, nếu mà cái thể hào quang thể trí của người ta mở rộng á, thì cái hào quang thể trí của họ xâm nhập vào cái hào quang thể trí của tôi và họ có thể đọc được tư tưởng của tôi. Còn cái thể bồ đề đó, nếu cái người nào mà họ cảm giác được cái thể bồ đề của họ, thì cái thể bồ đề này nó rất là rộng và nó có thể xâm nhập thể bồ đề những người khác và họ sẽ thấy người khác giống như họ. Thành ra khi họ chết thì họ lên một cái cảnh cao ở trên cõi trung giới, nhưng mà cũng vẫn là cõi trung giới. Thì ở trên đó, ví dụ như là họ nói họ chết là họ đi theo Chúa chẳng hạn, thì dường như là cái cảnh thứ nhì đó, cảnh thứ nhì là cảnh của những người sùng tín, cảnh thứ nhì, cảnh thứ nhất tôi quên rồi. Nhưng mà nó cũng vẫn còn là gọi là cõi trời dục giới, chứ chưa phải là cõi bồ đề. Đó. Mặc dù những tình cảm cao thượng đến đâu đi nữa, nhưng mà nó cũng vẫn còn dục vọng trong đó. Ví dụ như mình thương những người bạn của mình thì nó cũng vẫn còn là mang từ cõi trần mà lên, thành ra là tình cảm đó nó cũng chưa là khác nhau, rung động thanh nhẹ hay ô trược là nó không thể nào so sánh được. Mà từ thể bồ đề xuống thể vía là 49 bình phương, tức là không biết là bao nhiêu, 49 bình phương đó. Thành ra là không thể nào giống nhau được. Thì hy vọng cái này mình thâu lại rồi đưa cho Thanh xem, hay là Thanh còn ngồi đây xem ấy. Tôi không biết, sớm muộn như Thanh nó cũng
copy này. Nói về cái phần luận về Huyền Linh Thuật này thì ở trong thế giới riêng của Ngài và liên quan đến mối liên hệ giữa Ngài với tinh thần, và đối với điều này con người đang làm việc qua các chu kỳ của mình trên cõi trần đã không có sự dính líu nào. Sự tiêu phí năng lượng chính của linh hồn có tính khái quát và hướng ra ngoài đi vào giới thứ năm. Hiện nay Thái Dương Thiên Thần đang đến gần một thời điểm bước ngoặt và tái định hướng. Trong lịch sử ban đầu của nhân loại đã có một bước ngoặt lớn mà chúng ta gọi là sự biệt ngã hóa. Và thời điểm đó, các Thái Dương Thiên Thần khi đáp ứng với một đòi hỏi hoặc một sức hút mình thử đọc và hiểu theo nghĩa bóng xem coi nó có, hoặc là tìm cái mẫu số chung của hai cái sự đối nghịch của hai câu kinh văn xem nó như thế nào, thì may ra có thể nó giải quyết được vấn đề. Bây giờ chưa tìm theo thử coi cái hai cái đoạn kinh văn mà nó có vẻ như là khó hiểu hoặc là đối nghịch với nhau, chỉ đọc hai cái.
hiểu theo cái lối mình gọi là giáo lý bí truyền hay là giáo lý chân truyền, thử xem như thế nào. Thì cái sự điểm đạo của một người đó được giải nghĩa là cái trình độ của một cái người này đã chuyển hóa được những cái bản chất thấp hèn. Thì đó là cái sự tiến bộ của chân ngã, là của linh hồn thật, là con người thật của chúng ta. Như vậy thì cái sự tiến bộ chân ngã sẽ được chân thần chứng nhận và điểm đạo. Nếu mà hiểu theo cách đó thì chị sẽ hiểu được cái đoạn kinh văn này nhé. Vâng. Chị nói ít như vậy thôi. À. Có lý, tại vì nói chung là câu dưới là nói ngay là nhân loại bây giờ chưa tiến đến mức độ đó. Thành ra chỉ quan chứng tâm rất là ít thì mới đạt được cái trình độ đó thôi. Thành ra nhân loại bây giờ là còn rất là kém, chưa đến cái mức độ mà của thiên cơ hoạch định đó. Chúng ta đang trên
cái bước tiến đó, nhưng mà chúng ta chưa đạt được, còn phải cố gắng nhiều lắm. Vâng. À, thành ra cái đoạn dưới mới nói là cái Thái Dương Thiên Thần này, Solar Angel thì có phải là chân ngã không? Của cái Thái Dương hệ, không phải là Thái Dương hệ mà của địa cầu hệ, để bước qua cái hệ mới, giống như là cái ngày xưa chúng ta ở trong cái tiến hóa ở trên cái mặt trăng hệ, không? Tức là cái phần mà cái hệ mà thuộc về hành tinh mới, để cho những loài người mà sau khi tiến hóa xong ở trong cái địa cầu hệ sẽ chuyển qua cái hệ mới để mà tiến hóa tiếp. Cái này thì giống như anh nói thì nghe rất là có lý. Các Thái Dương Thiên Thần thì làm những cái việc gì đó thì mình thấy giống như là
đang cấu tạo các cái dải hành tinh mới. Nhưng mà Ngài sử dụng mình như là cái trung gian giữa cái thiên cơ và giữa cái sự tiến hóa của nhân loại, để mà khiến cho cái nhân loại được tiến hóa theo cái đường lối của thiên cơ đã hoạch định. Như vậy là các ngài là cái tác nhân thuộc. Dương thiên thần lại sử dụng cái phần mà thiên cơ dùng để mà cho con người, giúp con người tiến hóa từ cái giai đoạn La Hán hay là giai đoạn chân sư, bước lên cái giai đoạn trở thành Bồ Tát. Đó là cái lý giải của cái câu kinh văn đó. Thành ra cái đoạn này viết cũng hơi tối nghĩa. Nó xuống cái câu tiếp theo. Vâng, thì thế mà giải thích và chị Thiền rồi thì chị sẽ tiếp theo thì nói là với khía cạnh, tức là ngài dùng vẫn nghe nói chuyện như thường vậy và hoàn tưởng cho biết ý kiến bạn cá sư mình với sư tỷ. Hẹn nào anh ấy ngự thiền, thành ra anh ấy tắt cái video rồi anh chỉ còn để cái audio thôi. Thật sự ở vậy anh chị em mà học có giáo lý bà lấy tôi nói bởi vì đa số
chị chưa có tiếp xúc với Hậu Chánh thì chị chưa hiểu. Thông Thiên học là Minh Triết thiêng liêng. Tất cả những... Xin lỗi, để tôi xen vào một chút xíu. Anh hai cho phép tôi xen vào chút xíu đi. Tôi nói là đúng chứ không có sai đâu. Bây giờ anh hai để cho tôi nói chút xíu nha. Giáo lý đó của bà Bele là tiếp dẫn theo cái giáo lý bà Blavatsky. Bây giờ anh Văn có đồng ý rằng là giáo lý bà Bailey cũng là thông thiên học hay không? Bây giờ để tôi trả lời anh hai, để tôi trả lời để vấn đề cho nó rõ ràng, bởi vì mình cái này đó là mình thảo luận với nhau để mình chấp nhận hay là không chấp nhận, chứ mình không có cãi nhau, ok? Thì bây giờ câu hỏi của chị Thuấn là tôi có đồng ý là giáo lý bà Bailey cũng là thông thiên học hay không? Bằng sự suy luận, hiểu mọi việc bằng cái chứng minh, bằng những hình học, toán số hay là vi số vân vân, thì mình không thể nào giảng cái chân lý bằng cách bắt người ta tin được. Ví dụ bây giờ, nếu mà vua không tin là Đức Mẹ sinh ra Chúa Giê-xu rồi vẫn còn đồng trinh, thì vua sẽ bị loại ra khỏi giáo hội. Thì cái đó những người trẻ bây giờ họ chấp nhận nó loại.
cái đoạn kinh văn nào nói theo nghĩa bóng, đoạn kinh văn nào nói theo nghĩa đen, những đoạn kinh văn nào nó chọi với nhau thì chúng ta phải hiểu như thế nào. Cái đó là cái sự gọi là tốt nghiệp qua cái giáo lý của bà Blavatsky và được cấp cái chứng chỉ. Cái chứng chỉ đó gọi là trực giác, chứng chỉ đó gọi là sự phân biệt, chứng chỉ đó gọi là sự cơ